Vụ va chạm giao thông được nhắc tới xảy ra vào sáng ngày hôm qua ngày 25 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ từ phía người quay clip thì vào thời điểm đó, một người đàn ông đi xe máy kéo theo rơ móc phía sau đang lưu thông trên đường thì rẽ trái và xảy ra va chạm với chiếc khủng long Cadillac Escalade có giá hơn 10 tỷ đồng. Sau va chạm, chiếc xe siêu sang này bị rụng biển trước. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông lái xe kéo đã xảy ra xô xát với tài xế Cadillac. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý và điều phối giao thông trên đoạn đường này. Khủng long Cadillac Escalade xảy ra va chạm với xe kéo. Nguồn clip: Kim Sơn Lý. Hiện trường vụ va chạm giữa chiếc xe siêu sang Cadillac Escalade và xe kéo.